Ok chào người nha, trưa nay đầu tuần giao con cuốn gom về như Sóc Trăng hay Phan Tấn, động cơ đấu Isuzu 28. Giao gì đâu hả? Giao gì đâu hả? Phan Tấn nha, đầu chân nêu. Ê, chê, nó kêu gì kìa. Con này động cơ Trung Quốc nha, đấu lên Isuzu 2.8 turbo. Ôi, Isuzu thường à. Gì dạ? Làm gì dạ? Làm gì? Con này đấu lên Isuzu 2.8 nha, chân 70, giao về như là Sóc Trăng hay gì, quên mất. Rồi trưa nay em giao em cũng gom nha, chân 70 động cơ lên Isuzu 2.8. À, bò lên đại đây. Năm 2018 mới về con nha. Máy Việt, anh em nào cần liên hệ nha. Trời, trưa nay giao con cuốn gom. Con này về Sóc Trăng hay vậy? Này chân 70 động cơ Isuzu 2.8. Anh em nào cần cuốn gom liên hệ em nha, cuốn gom từ chân 60, 68, 70 có đủ hết. Động cơ Trung Quốc, động cơ Isuzu, Isuzu có đủ hết. Con này em tháp lên động cơ 2.8 nè, động cơ zin của nó là động cơ quân Trung Quốc. Đấu lên Isuzu 2.8. Anh em nào cần hàng gì liên hệ em nha, máy cài máy gặt còn nhiều á. Quay lấy tiền đi.